Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Luật sư Amy Nguyễn, con gái của thuyền nhân Việt Nam tranh cử hội đồng thành phố quận King, thưa quý vị, tin Seattle, NW Asian Weekly vừa có bài nói về con gái của một gia đình thuyền nhân Việt Nam ra tranh cử hội đồng thành phố tại quận King ở Seattle. Khi còn là thiếu nữ sống tại khu phố không mấy khá giả ở Sacramento, California, phải dựa vào trợ cấp của chính phủ, Amy Nguyễn đã đặc biệt chú ý đến những hiện tượng bất bình đẳng xảy ra chung quanh và đặc biệt là các cộng đồng chịu nhiều thiệt thòi. Nay, Amy Nguyễn, 33 tuổi, quyết định tham gia cuộc đua giành chiếc ghế đại diện hội đồng thành phố tại quận 3, khu vực lịch sử, đầy sống động gồm Capitol Hill, First Hill và phố tàu. Cô Amy Nguyễn sẽ phải đối phó với nhiều khó khăn khi tham dự cuộc chạy đua chống lại Skama Sawant đương nhiệm cũng như là nhiều ứng cử viên khác. Năm 1980, cha mẹ của Amy là Diệu Nguyễn và Lý Trần, quê ở Đà Nẵng, đã cùng nhiều gia đình khác tìm cách trốn khỏi Việt Nam bằng cách trộm một chiếc tàu đánh cá ra đến hải phận quốc tế và được một chiếc tàu cứu vớt được đưa đến Hồng Kông. Người chị của cô đã chết vì suy dinh dưỡng trong cuộc hành trình kéo dài. Cha mẹ cô may mắn được một gia đình người Mỹ bảo trợ và rời đến Minnesota, nhưng cuối cùng thì tái định cư tại California để sống với người dì ruột của mẹ. Lớn lên, Amy Nguyễn và anh chị em của cô đảm nhận việc hoàn tất giấy tờ xin trợ cấp cho gia đình, food stamp và tiền mặt. Nhờ sự hiệp trợ của các cố vấn và gia đình, Amy Nguyễn được nhận vào trường đại học Stanford và chuyển sang UCLA, trở thành luật sư biện hộ cho công chúng và từng giúp một người đồng hương bị truy tố tội giết người cấp 1 vì lý do tự vệ được tráng án. Thưa quý vị, Amy Nguyễn trở thành thẩm phán người Việt Nam đầu tiên tại tòa kháng cáo số 9. Năm 2016, cô rời đến Seattle vì giá cả sinh hoạt tại California quá đắt đỏ và cũng để tìm kiếm nơi có thể mở rộng mối liên lạc với cộng đồng. Cô tin rằng cộng đồng luôn luôn tìm kiếm người đại diện hiểu được điều mà họ muốn và họ cần và đồng thời sẵn sàng làm việc để giải quyết cuộc khủng hoảng của người vô gia cư và nhiều vấn đề khác trong khả năng không chỉ tại quận nhà mà ở cả thành phố. Cô đang dành phần lớn thời gian để liên lạc với cộng đồng châu Á, Thái Bình Dương cũng như là cộng đồng Phi, Đông Phi và người da màu, nói rằng thành phố cần được cung cấp tài nguyên và chính sách để giúp cho các cá nhân và gia đình giữ được căn nhà, bảo vệ người lớn tuổi, trẻ em, người bệnh tâm thần trước nguy cơ gây tổn thương. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.